Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại gặp lại nhau trong cái video tiếp theo của cái chương 2 cuốn sách Deep Learning của Joseph Banjo, Ungood Fellow và Aaron Colville. Thì cái chương 2 là về Linear Algebra. Tác giả cung cấp cho mình những cái kiến thức nền tảng của toán học trong việc mình giúp mình có thể hiểu được những cái phần tiếp theo về Machine Learning hay Deep Learning. Thì hôm nay mình sẽ qua cái bài 2.4 là Linear Dependence and Span. Thì bữa trước là mình đã bàn về cái chuyện là cái ma trận nghịch đảo A-inverse, nếu như mà nó có thể tồn tại đó, là mình có thể dùng cái ma trận nghịch đảo này để mình giải cái phương trình 2.11 là cái phương trình AX bằng B đó. Trong đó A là một cái ma trận MN, B là một cái vector M phần tử. Thì nếu mình có thể tìm được A-inverse thì mình nhân hai bên vào, nhân hai vế cho A-inverse đó. Thế rồi là mình sẽ có được là x là bằng a inverse b, bởi vì hai này nhân nhau ra identity matrix. Thì ở cuối cái video bữa trước, phần 2.3 là mình đã nói về chuyện là tương tự như cái bài toán mình muốn tìm ra một cái vector w khiến được nó map được giữa x là cái input, là cái đặc điểm đầu vào của các cái ngôi nhà, và y là cái đầu ra, là giá trị giá bán của những ngôi nhà đó. Thì nếu mình có thể tìm được là cái ma trận X inverse thì mình sẽ giải một phát mình ra được cái vector W. Thì hôm nay á, là cái bài này mình sẽ bàn về cái chuyện là điều kiện như thế nào thì cái A inverse nó sẽ tồn tại. Bởi vì như mình cũng biết rồi là nó không phải lúc nào cũng tồn tại, không phải lúc nào cũng có. Chưa nói chuyện là có tìm được hay không, tính được hay không thì phải xem được nó có tồn tại hay không đã. Thế thì ở đây cho biết là để cho cái A inverse tồn tại á, thì cái phương trình 2.11 đó là AX cộng B, AX là bằng AX bằng B đó, nó phải có chính xác là một nghiệm thôi cho mọi giá trị của B. Có nghĩa là với mọi B thì mình chỉ phải tìm ra được, hoặc là cái phương trình này chỉ được có một nghiệm thôi. Tuy nhiên á, là mình cũng biết rằng là nó có thể có vô nghiệm, tức là không có nghiệm nào, hoặc là có thể vô số nghiệm, infinitely many solution. Tức là ở đây có 3 trường hợp. Hồi xưa mình học về toán mình biết rồi, một cái hệ phương trình có thể có 3 trạng thái. Một là nó có một nghiệm duy nhất, hai là nó có vô nghiệm, và thứ ba là nó có vô số nghiệm. Vậy thì để điều kiện mà A-inverse nó tồn tại thì nó phải nằm ở trong cái trường hợp là chỉ được có một nghiệm cho mọi B. Với bất kỳ B nào thì cũng chỉ được có một nghiệm cho cái phương trình này thôi, thì khi đó mới có tồn tại là A-inverse. Thì tại sao là như vậy thì mình sẽ quay lại sau mình bàn về cái chuyện đó. Thì tiếp theo người ta nói rằng là không thể nào có một cái trường hợp nào khác ngoài ba trường hợp này được. Tức là không thể nào mà có trường hợp nào mà nó có hơn một nghiệm nhưng mà lại nhỏ hơn vô số nghiệm được. Hay nói cách khác là một là có đúng một nghiệm, hai là nó vô nghiệm, và thứ ba là nó vô số nghiệm, chứ không thể nào mà có hai, ba nghiệm, bốn nghiệm được. Thì mới cho biết rằng là bởi vì nếu như mà mình có hai nghiệm đó thì mình sẽ bắt buộc phải rơi vào trường hợp vô số nghiệm. Bởi vì nếu mình có hai nghiệm x và y thì với mọi alpha thì z tính theo công thức này sẽ đều là nghiệm của cái phương trình. Do đó ý muốn nói là bây giờ nếu như mà mình có thể có quan sát thấy có hai nghiệm đó thì đương nhiên cái z này cũng sẽ là nghiệm. Và với mọi alpha thì đương nhiên là nó sẽ là có vô số cái nghiệm z. Thì tại sao như vậy thì mình có thể thế vô. Nếu như x là y là nghiệm rồi đó thì mình thì dễ dàng mình thế cái z này vô, mình tính ra xem là có phải là nó là nghiệm hay không. Ví dụ như với x là y đã là nghiệm đúng không, thì mình sẽ có là ax bằng b và ai cũng bằng b. Thì khi đó bây giờ mình sẽ xem thử là nếu như z tính theo công thức này là alpha x nhân 1 trừ alpha x đó, xin lỗi bạn, alpha x nhân 1 trừ alpha y đó, thì nó có phải là nghiệm hay không. Thì mình tính thử là az nè là bằng a nhân với là alpha x cộng 1 trừ alpha y. Triển khai ra mình sẽ thấy là bằng alpha a nhân alpha x cộng a 1 trừ alpha y, a alpha x cộng a y trừ a alpha y. Rồi bây giờ a x bằng b đúng không, mình sẽ có là alpha nhân với b, rồi a y cũng bằng b, a y bằng b vậy là trừ chia cho alpha nhân b. Cuối cùng mình có được là gì? Là bằng B. Như vậy AZ cũng bằng B, cho nên suy ra là alpha với mọi alpha đó thì
Z cũng là nghiệm của phương trình này. Thì nói chung là cái này để chứng minh rằng á, không thể nào có một cái trường hợp nào khác mà phương trình này có hơn là một nghiệm mà lại không phải là vô số nghiệm được. Nếu mà nó đã có hơn một nghiệm thì nó bắt buộc nó phải rơi vào trường hợp là vô số nghiệm. Còn nếu không thì nó bắt buộc nó phải là chỉ có một nghiệm duy nhất hoặc là vô nghiệm thôi. Thì cái này á, làm tiền đề cho mình tí nữa mình triển khai để mà mình chứng minh được rằng ở trong những điều kiện thế nào thì cái A inverse thì nó tồn tại. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô mình là phân tích xem là cái phương trình thì nó có bao nhiêu nghiệm. Tức là mình phân tích cái số nghiệm của phương trình. Thì để mà làm chuyện đó thì mình sẽ coi những cái cột của cái ma trận A như là những cái hướng khác nhau mà nhờ cái hướng đó mình có thể đi từ cái điểm gốc tọa độ đến điểm B. Thông qua nhiều cái hướng khác nhau mình có thể đi từ gốc tọa độ đến B. Thì tí nữa mình sẽ cùng nhau mình tìm hiểu cái ý người ta nói ở đây. Thì trong cái góc nhìn này á, thì mỗi một cái phần tử của vector x đó, nó sẽ gọi là xác định là mình cần phải đi bao xa về cái hướng về mọi hướng. Với là x y nó sẽ xác định là mình phải đi bao xa về cái hướng mà liên quan đến cái cột y của ma trận A. Rồi thì mình sẽ hiểu ý của người ta nói ở đây là như vậy nè. Mình có công thức là A, xin lỗi bạn, mình có phương trình AX bằng B đúng không? Và khi mình triển khai nó ra đó, thì mình biết rồi, cái ma trận A nó là một cái ma trận MN. M hàng, N cột, đúng không? Còn B đó, tức ma trận A này nè, là một cái ma trận M hàng, N cột. Như bữa trước mình đã biết, B là một cái vector có M phần tử. Còn x đó là một cái vector n phần tử. Do đó khi mình triển khai nó ra thì nó có dạng cụ thể vậy nè. Là A, cái hàng thứ nhất nè, A11 x1 cộng A12 x2 cộng vân vân. A1 n, bởi vì nó có n cột đúng không? Ở đây là 1n nhân xn. Mình thấy vector x là có n phần tử nè. Thì nó bằng cái phần tử thứ nhất của vector B là B1. Rồi cái phương trình thứ hai nè là A21 nhân X1 cộng A22 nhân X2 cộng vân vân A2N nhân XN bằng B2. Tương tự như vậy, mình có là AM1 nhân X1 cộng AM2 X2 cộng vân vân AMN nhân XN bằng BM. Thì nó tạo thành một cái system of equation, là một cái hệ phương trình đó. Thì viết gọn lại thì nó là một cái phép một cái phương trình ma trận A nhân x bằng vector B nè. Nhưng mà triển khai nó ra thì nó là như vậy nè. Thế thì cái góc nhìn ở bên đây nè là mình sẽ coi từng cột của ma trận A, đúng không? Nó sẽ xác định ra những cái hướng. Vậy là sao? Vậy mình sẽ coi từng cột của ma trận A nè. Cái cột thứ nhất nè. Rồi, đây cột thứ hai nè. Rồi, cái cột thứ N nè. Ma trận này có N cột. M hàng N cột. Thì để ý người ta muốn nói là mình có thể coi cái này nè. Mình thấy là ở đây là nó x là giống nhau hết đúng không? Đó. Đây là đều x1, đây là đều x2. Hay là đây là đều là xn nè. Nên kiểu như là mình có thể xem nó hoặc là viết lại nó như vậy nè. Coi như đây á, là một cái vector. Cái cột này á, là cái vector. Vector A1. Đó, cái hiệu đây nè. Mình cứ đặt nó là vector A1. Vector A1 này đương nhiên nó sẽ là các phần tử của nó lần lượt là A11, A21 và AM1. Đó, phần tử của vector A này lần lượt là A11, A21, AM1. Rồi tương tự như vậy là mình đặt ra cái vector A2 đi. Trong đó là mình lấy cái cột thứ hai của ma trận A nè. Vector A2 nè. Là cái phần tử của nó là những cái hệ số này nè, là A12, A22, AM2. A12 nè, A22, AM2.
Và tương tự như vậy mình làm như vậy với những cái cột khác. Để rồi cái cột cuối mình có vector AN đúng không? Tương ứng với cái cột thứ N. Thì mình có cái phần tử của nó là A1N, A2N. Vâng vâng, A, M, N. Đó. Thì khi đó mình sẽ coi như cái hệ phương trình này á, có thể viết lại vậy nè. Mình có thể viết lại nó là vector A1 nhân với X1. Tức là mình hoàn toàn có thể viết lại vậy nè. Vector A1 nhân với X1 cộng vector A2 nhân X2 cộng vân vân vector AN nhân XN. Tại sao? Tại vì khi mình lấy một vector nè, mình nhân với một số real value, đúng không? Cái này bản thân nó là một cái real value thôi, một con số thôi, một số thật thôi. Thì mình khi mà mình nhân nó vào á, một vector nhân với một số thì mình sẽ là từng phần tử vector nhân với số đó. Cho nên nếu mà mình nhân vô thì mình cũng sẽ ra được là cái vector này mình nhân vô thì mình cũng sẽ ra được là A11 nhân với X1, A21 nhân X1, AM1 nhân X1, đúng không? Tương tự như vậy. Thì cái này, cái vector A2 này nhân X2 thì mình cũng sẽ là nhân phần tử của vector A2 này với X2. Để rồi nếu mình mà lại nhân vô lại thì mình cũng sẽ ra được cái này là A12 nhân X2, A22 nhân X2, AM2 nhân X2. Hoàn toàn tương tự là mình sẽ được là A1N nhân XN, A2N nhân XN và AMN nhân XN. Rồi mình cộng là hết. Thì cộng các vector thì lại tương tự là mình lại cộng từng phần tử của các vector. Nên là mình cũng sẽ có là A11X1 cộng A12X2 vân vân cộng A1NXN. Tức là cuối cùng mình cũng lại ra lại là cái này. Là mình cũng lại ra một cái vector mà ở trong đó á, cái phần tử thứ nhất của vector á, sẽ là A11 nhân X1 cộng A12X2 cộng vân vân. Rồi, cộng với A1N nhân XN. Bạn hiểu không? Hôm nay mình làm biến ghi lại nên mình cứ copy cái kéo vậy thôi. Rồi cái vector này thì cái phần tử thứ hai á, nó cũng lại là gì? Là A21X1 cộng A22X2 cộng A2N nhân XN. Đương nhiên là cộng vân vân đó. Rồi cái cộng thằng cuối cùng A2N XN. Rồi cái phần tử cuối cùng nè là A1M1 nhân X1 cộng AM2X2 cộng vân vân. Cũng cộng là thằng AMN nhân XN này. Có nghĩa là kết quả mà mình cộng ba cái vector này lại là mình sẽ được một vector như vậy. Và cái vector như vậy thì về cơ bản nó lại là cái gì? Nó lại là cái này nè. Tức là cái phép cộng ba vector này nó bằng vector này. Cho nên là cho vector này bằng cái vector B đó, là B1, B2, Bm đó, thì mình lại triển khai nó ra lại là hàng này nó bằng cái B1, hàng này bằng B2. Thì muốn nói là nó lại ra lại đúng như là cái hệ phương trình này. Thì nói dài dòng vậy để muốn hiểu rằng là cái chuyện mình triển khai từ đây nè, từ cái hệ phương trình này nè, rồi mình đặt cái vector A1, A2 là từng cột đó, thì cái này nó tương đương với việc là mình lấy cái vector A1 mình nhân với X1, rồi mình cộng, đúng không? Cộng vector A2 này nhân với X2, cộng vân vân, cộng AN này nhân XN. Tức là cái hệ phương trình này nè, hoặc là cái vế bên trái này nè, là nó tương đương với cái này nè. Đó, chủ yếu là muốn nói chuyện đó. Tại vì khi mình nhân vô mình triển khai ra lại thì lại ra đúng cái này. Rồi, cái quan trọng là mình hiểu được là hai cái này nó là tương đương nhau đúng không? Hai cái này nè, tức là cái bên trái này nè, là nó tương đương cái này nè. Nên mình tiếp tục nè. Rồi tất nhiên là bây giờ mình có thể ghi gọn lại là vector A1 thôi. Là vector A1 nhân với X1, rồi vector A2 nhân X2, rồi vector AN nhân XN.
Mình cố tình muốn giữ để cái nói chung màu đó. AN nè. Đây, A1 nhân X1 cộng A2 nhân X2 cộng vân vân. Đến AN nhân XN. Thì cái vế trái nó được ghi là trở thành như thế này. Như vậy thì cái phương trình hoặc cái hệ phương trình này có thể được ghi ra là nó bằng vector B. Đúng không? Nó trở thành ra cái phương trình này. Thì đây chính là cái vụ mà người ta nói đây nè. AX có thể triển khai thành ra là tổng XY. Y bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4 đến N. Vậy với X bằng 1 á, xin lỗi bạn, với Y bằng 1 á, thì mình có là X1, tức là phần tử thứ nhất của vector X nhân với cái này là sao? Cái này là lấy tất cả các hàng và lấy cái cột thứ 1 đang Y bằng 1 mà. Dù Y đang bằng 1 thì mình có là X1 là phần tử thứ nhất của vector X nhân với cái hàng tất cả các hàng của ba trần A và lấy cái cột thứ 1, đúng không? Thì nó chính là X1 nè nhân với cái vector A1 đó. Tại vector A1 chính là gì? Chính là tất cả các hàng của ma trận A. Ký hiệu là 2 chấm gì? Lấy cái cột thứ nhất, đúng không? A 2 chấm Y đó, A chấm Y với Y bằng 1 đó. Rồi cái này sẽ là A 2 chấm 2. Rồi cái này là A 2 chấm N, đúng không? Tất cả các hàng lấy N, cái cột thứ N. Cái này tất cả các hàng lấy cái cột thứ 2. Thì tất cả các hàng lấy cái cột thứ nhất. Rồi, giờ mình hiểu cái này ha, mình hiểu cái AX, tại sao người ta lại ghi nó là thành là tổng cái XY A 2 chấm Y là như vậy. Chính là cái bước mà mình chuyển từ cái này nè, sang cái này nè. Đó. Thì hiểu như vậy rồi á, mình mới xem tại sao người ta nói là nó giống như việc là mình đi, đúng không? Mình travel từ cái góc tọa độ, đi theo những cái hướng được xác định bởi các cái vector. Nè, những cái direction nè, mỗi một cái cột, tức là mỗi một vector A1, A2, A3 gì đó, nó xác định những cái hướng mà giúp mình đi từ góc tọa độ đến cái điểm B. Bây giờ mình xem cái ý nghĩa của cái chuyện này nha. Người ta coi những cái A1, A2, AN là cái hướng đi giúp là xác định cái việc là mình đi từ góc tọa độ thông qua các cái hướng A1, A2, AN để mình đi được tới điểm B. Với mỗi hướng á, thì nó đi theo cái khoảng cách nào á, là do thằng X1, X2, XN nó xác định. Vậy để mà dễ hình dung đó, mình sẽ lấy ví dụ ở trong không gian mà 2 chiều thôi. Tại vì nếu như mà mình làm ở trong không gian nhiều chiều, mình không hình dung được. Trong không gian 2 chiều nè, bây giờ ở góc tọa độ ở 0 nè, mình có cái điểm B ở đây nè. Tất nhiên điểm B á, trong không gian 2 chiều thì nó là một cái vector có B1, B2 thôi. Đây là B1 nè. Đây là B2 nè. Đó, tọa độ của cái vector đó, hay là tọa độ của cái điểm B đó. Đúng không? Mình có điểm B ở đây. Nó là cái vector B1, B2. Tức là mình trong cái bài toán này coi như mình đang xét là M bằng 2 đó. M bằng 2. B là một cái vector có 2 chiều thôi, R2 thôi, trong không gian là 2D thôi. Tương ứng thì tất nhiên là cái A1, A2, AN nó cũng là những cái vector có 2 phần tử thôi. Thì khi đó mình sẽ có cái vector A đó, nó là A1, 1 và A2, 1 thôi, đúng không? Rồi, vector A2 này á, nó sẽ là A1, 2 và A2, 2 thôi. Tương tự, cái AN này là A1N và A2N thôi. Rồi bây giờ mình mới thử giả sử tình huống là N có 3 thôi, để mình vẽ ra 3 cái vector A1, A2, A3. Tức là mình coi như bây giờ N bằng 3 đi. Và mình cứ coi vector A1 này nè. Coi như cái điểm A1 á, nó có 2 tọa độ là ở đây, là A1, 1 và A2, 1 nằm đây. Thì kiểu như mình vẽ ra được cái vector A1 lớn này. Rồi, vector A2 cho nó là vector này đi. Và tương tự là vector này, vector A3. Rồi, giờ chẳng hạn. Tương ứng với 2 tọa độ của nó. Mình cũng biết là tọa độ vector là tọa độ của cái điểm đầu của vector đó. Điểm mũi tên đó.
Đó, các cái tọa độ của các vector A1, A2, A3 là như vậy. Thì để cho khỏi rối, và các bạn cũng đã hiểu rồi, mình xóa luôn mấy cái tọa độ đi, cũng không quan trọng. Và cái chính là mình sẽ thể hiện cái ý mà người ta nói tại sao mấy cái vector A1, A2, A3 này á, nó là cái hướng để giúp đi từ góc tọa độ 0 cho đến B. Mà đi theo cái hướng như vậy, mà đi một cái khoảng cách bao lâu á, hoặc là khoảng cách bao xa á, thì nó quy định bởi thằng X. Thì nói chung người ta nói là mình có thể đi theo cái hướng này nè. Hướng thứ nhất nè, là cái hướng của vector A1, đúng không? Nói về cơ bản là mình sẽ có thể đi theo cái hướng này. Thì đương nhiên là cái hướng này nó cũng bao gồm là cái hướng ngược lại với vector A, tại vì mình nói đúng là phải là cái phương. Hay nói chính xác hơn là mình đi theo hướng vector A, nhưng mà nếu x âm á, thì cơ bản là mình đang đi, tức là x1 mà âm á, mình sẽ đi theo hướng ngược lại. Nên về cơ bản là nó xác định ra cái phương mà mình có thể đi. Rồi, cái vector A2 nè, nó kiểu cho chỉ cho mình một cái hướng mà mình thể đi như vậy. Rồi vector A3 nè, tức là bây giờ mình có thể đi theo ba cái đường, ba cái phương của ba cái đường màu xanh, xanh lá cây, xanh màu vàng này nè, để làm sao mà đi từ góc tọa độ O nè đến điểm B, và đi theo một cái bước dài, bước ngắn cỡ nào á, thì nó quy định bởi thằng x1, x2, x3. X1, x2, x3. Thì cơ bản là nếu mình có thể tìm được cái cách mình đi từ O đến B thông qua mấy cái hướng đó đó, tức là mình tìm ra những bộ x1, x2, x3 cụ thể, thì nó chính là nghiệm của cái phương trình. Còn nếu mình không tìm được có nghĩa là phương trình vô nghiệm. Thì nếu có thể tìm được vô số điểm như vậy á, thì là phương trình vô số nghiệm. Lấy ví dụ như mình có thể đi theo một cái đường như vậy nè, có thể là mình muốn đi theo cái hướng theo A1 gì. Rồi, bây giờ mình đi theo hướng của A1 trước nè. À, ví dụ giả sử mình đi tới đây đi. Từ đây, mình đi theo phương của cái A1. Cho rằng đi tới đây. Rồi. Tại điểm này bắt đầu mình đi theo phương của A2. Nhớ là nó chỉ cái phương thôi, mình muốn đi cái không nhất thiết phải đi đúng cái đường chấp chấm này, mà đi theo cái hướng của cái đường chấp chấm này. Đó, có nghĩa là bây giờ mình có thể đi theo phương A2. Giờ sẽ mình đi tới đây đi. Đi tới đây. Rồi. Thì tiếp tục bây giờ từ đây á, mình đi đến B á, là không được. Đúng không? Từ đây mình đi đến B phải đi hướng này đâu được. Mình phải đi theo cái hướng A3 nè. Cho nên là mình có thể đi thêm một đoạn nữa. Đi thêm một đoạn nữa để được tới đây. Thì rồi từ đây á, mình đi cái đường A3 về. Mà hình dung không? Để mà vẽ cho nó chính xác á, thì mình sẽ copy cái này. Mình xem cái phương mà đi qua B từ theo cái phương A3 là đâu. Từ đó mình thấy có nghĩa là mình sẽ đi đến cái điểm này theo cái phương của A2. Thấy chưa? Rồi từ đây mình quẹo về. Nè, quẹo về theo cái phương của A3. Đi theo phương A3 nè, để về được B. Thì ý muốn nói là, rồi, như vậy là đi từ 0, O đến B đó. Từ góc tọa độ đến B, mình sẽ đi cái đường như vậy, ba đoạn như vậy. Mình đi theo đoạn A2, mình đi theo cái phương A2 một cái đoạn. Cái đoạn này chính là cái đoạn X1, mang độ dài là X1 nè. X1 chưa biết bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn X1, X2, X3 trong gặp này chính là một nghiệm đó. Đi theo phương của A1 một đoạn X1, rồi đi theo cái phương của A2 một cái đoạn X2. Đoạn X2 nè, nó dài vậy nè, đúng không? Còn X1 đi một đoạn dài vậy nè. Rồi đi đến đây á, thì quẹo về đi theo phương A3 để về tới B, rồi đi thêm một cái đoạn X3 nữa. Đó. Thì cái ý tưởng là vậy đó. Cái ý tưởng mà người ta nói đây nè, cái ma trận, tức cái cột của ma trận A đó, nó sẽ chỉ cho mình những cái hướng đi mà mình sẽ đi từ góc tọa độ đến B. Thì những cái phần tử của X đó, tức là cái nghiệm X1, X2, X3 đó, chính là nó sẽ chỉ cho mình biết là phải đi theo mỗi hướng bao xa. Ở X1 thì chỉ phải đi bao xa theo cái phương là của cái cột thứ nhất, cái phương A1. Ở X1 phải đi bao xa theo phương A1. Tại nếu phải đi theo mấy cái phương này đâu có đi tùy ý được, đâu đi lung tung được các bạn. Đâu có đi bậy bạ được. Ví dụ như muốn đi theo A1 đi, đi tới đây. Rồi đi A2, đi theo A2 đã tới đây rồi á, thì bắt buộc phải đi theo A3 một cái đoạn X3. Chứ đi mà lớn hơn X3 thì nó lố qua. Hoặc là nếu mà X1 đã tới đây, tức là đi theo A1 đã đến đây rồi, thì bây giờ đi theo X2 đó, đi theo A2 đó, thì phải đi được đến đây. Chứ nếu mà đi đến đây thôi đó, thì từ đây đến đây cũng không có cách nào mà đi theo cái phương mà A3 mà về được, tại vì nó không đúng cái phương A3. Là mình hiểu ý tưởng như vậy. Mình có thể vẽ thử một cái đường khác.
Nên thể hiện rằng là với ba cái phương của vector hiện tại này mà mình có thể đi nhiều đường. Thì để biểu diễn cho cái trạng thái là hiện giờ nếu mà mình có ba cái vector mà A1, A2, A3 như vậy, đúng không? 1, A2 nè, A3 nè. Cái tọa độ của nó thì mình có thể xác định chính xác là sau, nhưng mà hiện giờ mình cứ coi như là mình nhìn cái hình để mình biết cái vị trí vector nó vậy đi. Thì giờ mình sẽ xem thử là một cái đường khác để mình thấy rằng cái ba vector này hoặc là cái hệ phương trình mà với cái kiểu như hai hàng ba cột như vậy với cái giá trị như vậy đi thì nó sẽ đang là vô số nghiệm. Rồi mình đi một cái đường khác nè. Mình cũng có thể đi theo A1 nhưng mà bây giờ mình đi theo đường này nè. Mình đi theo đường này. Tới đây. Hoặc cho nó đi xa hơn đi, đi tới đây luôn. Rồi bây giờ từ đây đi. Nó đi theo hướng A2 với A3 đó thì làm sao về được B? Thì có thể mình sẽ đi theo hướng A2 tiếp. Để mình có được chính xác hướng A2 thì mình copy mình để vào đây. Rồi. Như vậy để đi hướng A2 nè. Rồi như vậy mình thấy mình đi tới đâu rồi đó. Rõ ràng là mình cần đi được tới đây. Tới cái điểm giao giữa cái phương của A3 nè. Thì từ đó bây giờ mình tới đây mình có thể đi từ A3 về. À đó. Như vậy là mình đã có được thêm một nghiệm nữa. X1 nè. X2 nè. Và X3 nè. Thì đây là hai nghiệm bởi vì mình thấy có hai đường. Tất nhiên là mình có thể đi thêm nhiều đường nữa, mình vẽ một đường thứ ba nè. Bởi vì như ở trên mình đã biết rồi, không thể nào có trạng thái mà chỉ có hai nghiệm được. Đã có hai nghiệm là phải có vô số nghiệm. Đúng không? Rồi mình đi thêm một cái đường thứ ba nè. Cũng bắt đầu, có thể mình không bắt đầu bằng cái đường A1 được, mình bắt đầu bằng cái phương A2 trước nè. Đi từ đây, đi về đây. Rồi, bây giờ từ A2 mình sẽ đi theo phương, xin lỗi các bạn, từ đây mình sẽ đi theo phương A1 và A3. Bây giờ làm sao để đi về điểm B đây. Dễ các bạn có thể đi được đây nè. Tại đây mình sẽ đi theo phương A3 trước nè. Tới một lúc nào đó mình sẽ đi theo cái phương mà A2 về. Vậy thì rõ ràng là mình phải đi được đến điểm này. Rồi từ đó mình đi phương A2 về nè. Đi phương A2 nè. Là mình về được B. Như vậy là mình có thêm một nghiệm nè. Đây chính là X1 nè. Đúng không? À xin lỗi bạn, đây là X2 chứ. Đây là X2 nè. Đây mới là X1 nè. Và đây là X3 nè. Ý muốn nói rằng với ba vector, với ba vector này A1, A2, A3 có cái vị trí cụ thể thế này. Mình không có biết là cái số bao nhiêu nha. Mình có thể kiểu như mình án chừng nó là bao nhiêu đó. Tại vì đã thể hiện trên cái điểm này là thể hiện nó có một cái giá trị nào đó rồi. Có điều mình không có biết chính xác, không có muốn quan tâm chính xác thôi. Đó, ví dụ như A1 có thể là A11 có thể là 1, rồi A12 có thể là -1. Rồi cái thằng A2 này thì có thể là bao nhiêu đó. Nói chung cái vị trí của nó trên đồ thị là mình đã thể hiện rằng nó cái giá trị nào đó rồi. Thì mình không quan tâm đến cái giá trị cụ thể của A1, A2, A3. Tại mình cái chính mình đang quan tâm là mình hiểu được cái khái niệm rằng tại sao số nghiệm của cái phương trình nè, hay là số nghiệm của cái hệ phương trình là A11X1 cộng A12X2 cộng A13X3 bằng B1. Rồi A21X1 cộng A22X2 cộng A23X3 bằng B2, cái hệ phương trình đó. Thì cái số nghiệm của nó chính là cái số mà cách có thể đi từ 0 đến B thông qua mấy cái phương A1, A2, A3. Thì nếu có thể tìm được vô số cái cách đi thì chính là phương trình vô số nghiệm. Mà không tìm được cách đi nào thì chính là phương trình vô nghiệm. Từ giờ mình sẽ xem thử một trường hợp là không thể nào tìm được nghiệm nào nè. Nhắc lại đây là mình không có nói chính xác cái giá trị A1, A2, A3 mà mình có thể hình dung nó là A1 á. Ví dụ như A1 là bằng là 2 - 1. Để mình có cái vector A1 nó cũng nằm đâu đó vậy nè. X1 đúng không? X1 bằng 2, X2 bằng -1 thì nó cũng nằm đâu đó. Nó chỉ như vậy. Rồi A2 có thể là 1 0.5 chẳng hạn, đúng không? 1, 0.5. Rồi A3 có thể là vị trí như thế vậy. Nói chung mình muốn chỉ những cái hướng. Thì qua đây mình sẽ thấy rằng á, bây giờ có ba cái vector mà có ba cái hướng khác nhau vậy nè. Thì mình sẽ đi tới mọi điểm nào cũng được hết. Muốn đi tới mọi điểm nào cũng được. Thì có nghĩa là bây giờ tí nữa mình sẽ bàn về vấn đề đó sau. Nhưng mà mình hình dung là có ba vector mà ba vector đó cái hướng của nó khác nhau á, thì nó sẽ tạo ra một cái hệ phương trình vô số nghiệm. Rồi tí nữa mình sẽ bàn kỹ lại chuyện đó. Nhưng bây giờ mình qua một cái trường hợp là
vô nghiệm trước. Mượn lại cái hệ trục này, xóa luôn cái B1, B2 đi. Chúng mình không quan tâm đến cái giá trị chính xác, mình cứ hiểu cái ý tưởng thôi. Rồi, bây giờ mình xem thử một trường hợp là phương trình vô nghiệm nè. Thì tất nhiên là mình sẽ thay đổi mấy cái A này. Kiểu như bây giờ mình có một cái bộ A1, A2, A3 khác. Nó không phải mấy cái hướng này nữa, mà nó hướng nó vậy nè. A1 nè, A1 nó vậy. Bây giờ A2 nè, A2 nó cũng vậy, tức là nó trùng phương với A1 luôn. Rồi A3 nè, A3 nó vậy nè. Đó, thì bây giờ các bạn thấy bây giờ có ba cái đường, có ba cái vector A1, A2, A3 nó vậy, thì làm sao mà đi được tới B, đúng không? Cái phương tức là ba vector, nhưng mà thật ra chỉ có một phương một rồi. Thật ra mình chỉ có một cái hướng đi. Vậy thì đi kiểu gì mà từ góc tọa độ mà chỉ được đi đúng một hướng mà đòi đi được đến B? Đó, bây giờ làm sao đi được đến B mà chỉ đi một cái hướng duy nhất như vậy, đúng không? Đi từ tới gần nhất là tới đây thôi. Hoặc là đi có đi ngược đi xuôi gì thì nó cũng không thể nào mà tới gần được B, chứ đừng nói là tới B. Như vậy tất cả những cái B nào ở trong trường hợp này nè, mà nó nằm ngoài cái đường này nè, nằm ngoài cái đường chấm chấm á, thì đều không thể tới được hết, không thể với tới được. B mà nằm trên cái đường thẳng á thì ok, B nằm đây thì ok cho nó tới được. Hoặc là xa mấy thì cũng đi cũng sẽ tới. Đó. Nhưng mà B mà nằm ngoài là thua rồi, nằm ngoài đây là thua rồi. Là không thể nào mà đi được tới B chỉ dựa vào một phương. Dù đây mình đang có ba vector, nhưng mà mấy ổng trùng phương nhau là mình coi như mình chỉ có một phương à. Thì không thể nào mà đi được đến B. Thì đây chính là trạng thái mà một cái hệ phương trình vô nghiệm nè. Thì mình có thể chọn ra một cái giá trị nào đó của A1, A2, A3 mà ba vector trùng phương, cái đó mình tính sau, đúng không? Cái đó dễ mà. Ví dụ như A1 là cái vector A1 là 1 đi, hoặc là 1 cũng đi. Nè. Là vector A1 đó nè. Rồi vector A2 là 2. Mình thấy nó trùng phương rồi. Đó, để cái đây là 2, đây là 2. Rồi A3 là 33 hoặc là -1 -1 là thấy là ba thằng nó trùng phương rồi. Thì tí nữa mình sẽ quay lại mình xem những giá trị cụ thể trong những cái hệ phương trình cụ thể thì mình sẽ hiểu được tại sao tụi nó sẽ vô nghiệm. Đó. Nhưng trong trường hợp này mình hiểu về cái hình ảnh trước là không thể đi được từ O đến B bằng chỉ mỗi một hướng. Nếu mà B nó nằm ngoài cái hướng đó. Ông cho tôi quẹo đâu hết vậy làm sao mà tôi đến được B, trừ khi điểm B nằm thẳng trên đường rồi. Rồi bây giờ mình thử giả sử như bây giờ ba vector mà mình có hai hướng thì sao? Rồi coi như bây giờ giả sử thằng A3 nó không trùng phương đi. Nó có một cái hướng thứ ba, một hướng thứ hai đi. Hai thằng kia nó trùng nhau rồi. Đó, giả sử mình có vector A3 như vậy. Tại vì nó lớn bé hay là nó dài ngắn không quan trọng, tại vì nó chỉ cái hướng thôi mà. Còn cái độ dài nó đi thì nó quy định bởi thằng X. Rồi đây là A3 nè. Như vậy thì liệu có thể đi đến B mà thông qua hai phương không? Có chứ. Thì ngay lập tức là nếu mà mình có được là hai cái hướng khác nhau là mình có thể đi đến B rồi. Đó, bây giờ với một cái hướng này mình có thể có hai đi hai đường. Đi theo hai phương để đến B. Rồi đường thứ nhất nè, đi đoạn thứ nhất nè. Bắt đầu đi nè. Thì mình có thể đi tới đây. Rồi sau đó để đi chính xác thì mình copy qua cái phương. Như vậy thì cho thấy là mình sẽ đi tới đây. Đúng không? Rồi mình tiếp tục mình đi từ đây quẹo lên để tới được B. Đó. Như vậy là cái việc mà mình có hai hướng đó, hai phương đó. Hoặc là trong ba vector mà có hai cái vector không trùng nhau đó thì nó sẽ cho mình một cái giải pháp để đi đến B. Thì liệu là trong trường hợp này á, mình chỉ có hai hướng thôi, ở trên là có ba hướng đúng không? Mình xét bài toán ở trên là có ba hướng, đi là vô số nghiệm luôn, có vô số cách đi luôn. Vậy thì có hai hướng thôi thì có vô số cách đi hay là chỉ có một cách đi? Thì mình có thể dễ thấy là nó chỉ có một cách đi duy nhất. Với B nằm đây. Với B nằm đây cụ thể thì chỉ có một cách đi. Ví dụ như các bạn muốn đi mà tới B trong trường hợp này các bạn bắt buộc phải đi về cái phương này. Đó, rồi sau đó phải đi đến đúng đây rồi quẹo ngược lên chứ không thể đi tới đây được. Ở trên trường hợp trên nó có ba hướng nên đi, nếu mà đi lố qua tới đây á, thì còn có thể đi theo một cái hướng gì khác để đi về. Nhưng trong trường hợp này bắt buộc phải đi đúng tới đây và từ đây đi đến B. Cũng không thể bắt đầu bằng kiểu như đi tới đây được, không? Nói chung là đi tới đây là thua rồi. Có nghĩa là bắt buộc phải đi theo cái hướng này, theo cái phương A1 phải đi theo hướng này và đi tới đây và quẹo lên. Quẹo lên thì mới đi theo phương A3 phải đến B.
nên chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Nếu mà mình nghĩ theo kiểu là mình giờ không thích gì mình đi vậy được hay không nè. Đi lên theo cái phương A3 tới đây, rồi đi theo phương A1 qua B, thì thật ra nó cũng là một cái nghiệm đó thôi. Tức là cũng cái nghiệm mà hồi nãy. Hai này thật ra giống nhau. Bạn hiểu ý không? Đây nè. Ở trong nghiệm này thì đây là X1, đây là X3 chẳng hạn, đúng không? Thì X1 đây nó cũng X1. X1 thể hiện cái độ dài của đường này mà nó tạo ra hình bình hành. Vậy thì hai người này giống nhau. Thì cơ bản là hai cái đường màu xanh mà đi từ O đến B mà đi theo đường màu tím hay đường màu xanh, nó là chung một cái bộ nghiệm. Thằng này X3 thì đây cũng X3 thôi, đó, cái độ dài nó là bằng nhau. Có nghĩa trong cái trường hợp này mình có hai phương để mà đi, và B thì nó nằm ở đây á, thì mình chỉ có một nghiệm duy nhất. Tí nữa mình sẽ lấy một ví dụ để mình thể hiện rằng cụ thể vậy. Nếu mình lấy hệ trở lại mình giải, mình sẽ thấy nó có một nghiệm duy nhất. Nhưng mà nếu B mà nó nằm ngay trên điểm trên cái đường nào đó, ví dụ đôi B nằm trên đây thôi, đúng không, thì đương nhiên mình sẽ có vô số nghiệm. Bởi vì ví dụ như B nằm trên đây thì mình có hai phương mà, A1, A2 mà, thì mình có thể đi A2, đi theo phương A2 đi tới xa mấy cũng được, rồi mình đi theo cái phương A1 về, à, xin lỗi bạn, mình đi theo A1 xa mấy về tới đây, thì mình đi theo A2 về, thì mình cũng sẽ về đây thôi. Thì cái này ngồi mà phân tích mình sẽ hiểu rất là nhiều, cho nên là mình hiểu ý tưởng xong rồi bạn vẽ ra để mình thấy cụ thể, đặt ra những cái hệ phương trình. Ví dụ như là 5x1 cộng 2x2 cộng 3x3 bằng 1, rồi 2x2 cộng 4x3 cộng 5x 42 cộng 5x3 bằng 2. Mình giải ra mình sẽ thấy những cái trường hợp mình, nếu mình vẽ vector ra mình sẽ thấy là nó như vậy. Rồi các bạn sẽ vẽ ra, ví dụ như đây là A1 nè, thì tọa độ của nó là 52 nè, vẽ ra. Rồi 24 là A2 nè, rồi vẽ nó ra trên cái không gian hai chiều này. Rồi vector A3 nè, rồi vector B nè, là điểm B mà cần đến nè. Thì đầu tiên mình sẽ ngồi mình giải cái hệ trình này trước, mình xem có phải là nó một nghiệm hay là vô nghiệm hay là vô số nghiệm. Sau đó là mình vẽ mấy cái vector A1, A2, A3 này lên. Rồi mình sẽ ngồi mình vẽ vời ra là mình sẽ thấy à đúng rồi. Nhìn cái hình vẽ là mình thấy rằng chỉ có một đường duy nhất để đi từ O đến B thôi. Nó ứng nghiệm với cái chuyện mình vừa mới giải ra là cái này nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Đó. Hoặc là mình vẽ ra mình thấy ồ có rất là nhiều đường để mà đi đến B. Nó y như cái việc là mình vừa mới giải ra theo cách giải hệ phương trình á, mình thấy nó có vô số nghiệm luôn. Vô số nghiệm. Còn vẽ ra mình thấy ờ đúng, 32 vector, 3 vector này trùng nhau. Quả thật là hồi nãy mình không thể nào mình giải ra cái nghiệm nào của hệ trình này. Thì mình sẽ hiểu là tại sao cái chuyện là nghiệm phương trình chính là cái cách đi theo mấy cái phương của A1, A2, A3 đến B. Và mình đã hiểu như vậy rồi á, thì mình sẽ tiếp tục mình qua cái đoạn tiếp theo người ta nói nè. À, trước đó nếu mình đã hiểu vậy rồi thì mình đã hiểu khái niệm là linear combination rồi đó. Cái chuyện mà mình lấy những cái vector A1, A2, A3 cộng lại với nhau mà mỗi thằng được nhân với một cái giá trị x1, A2 thì nhân x2, A3 thì x3, thì cái này nó gọi là linear combination. Kiểu như là mình sẽ cộng các cái vector A1, A2 lại, A3 lại, A1, A2, A3 lại, và mỗi cái thì nó có cái trọng số quy định bởi thằng x đó. Thì mình cộng lại để mình ra được cái B. Mình đi được đến B, tức là mình cộng mấy cái đó lại mình ra được B đó. Thì nó gọi là linear combination. Rồi, hiểu được cái linear combination rồi thì các bạn sẽ biết thêm cái span. Cái span chính là cái gì? Là tất cả những cái điểm mà mình có thể đi đến được thông qua các cái kết hợp của mấy cái vector đó. Vậy thì nôm na chính là cái gì? Ví dụ như ở cái bài toán đầu tiên, ví dụ đầu tiên của mình, đúng không? Mình có ba cái vector, nó chỉ ra ba hướng vậy để mình có được cái ba cái phương để mà đi, đúng không? Thì mình có thể thấy hồi nãy để đi đến B đó, mình có thể đi bằng rất là nhiều đường. Đi bằng đường màu hồng cũng được nè, đi bằng đường màu xanh dương cũng được, mà đi bằng đường xanh lá cây cũng được. Và mình ngồi mình ngẫm chút xíu, mình sẽ thấy là với ba cái hướng này mình có đi tới đâu cũng được đó. B mà ở đâu thì cũng đi được tới hết, chứ không có bị giới hạn ở chỗ nào hết, miễn là nó còn nằm trên cái mặt phẳng này thôi. Thì đây là ý tí nữa mình sẽ thấy. Miễn là B nó nằm ở trên cái mặt phẳng này thì với ba vector này muốn đi tới đâu, hoặc là luôn luôn có thể tìm ra cách đi được đến B.
dù nó có nằm ở trên một cái phương hay không nằm trên phương thì càng khỏe nữa. Còn nó nằm ở ngoài thì nó cũng có thể kiếm được một cái đường để mà đi tới à. Ví dụ mà lấy một cái điểm B nằm chỗ khác nè. Ví dụ cho B nằm đây đi. Cho nằm đây đi. Đúng không? Cũng có một cái vị trí nào mà mình cố tình chọn đặc biệt đâu. Chọn bừa một vị trí nào nó cũng có đi được hết. Đây, cho nằm đây. Rồi, thử đi theo cái ba cái phương này để tính B thôi. Thì mình có thể đầu tiên mình đi theo xuất hành theo cái hướng A1. Bây giờ không thích đi về hướng đó, mình đi về hướng ngược lại cũng được. Rồi. Xong đi tới đây đúng không? Mình có thể tiếp tục đi theo hướng A2. Thì để cho chính xác thì mình vẽ cái hướng phương A2 ra. Rồi mình đi theo phương A2 nè. Mình đi xuống dưới đây. Thì tiếp tục mình sẽ đi theo cái phương A3. Hồi nãy mình xuất hành theo phương A1 đúng không? Rồi bây giờ mình đi theo cái phương A2. Nó đang đi theo hướng này, xuất hành hướng A1 nè. Đi theo hướng A2 nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo phương A3 về. Thì để có được giá trị chính xác thì mình đây. Phương A3 nè. Như vậy thì mình sẽ cần phải đi được tới đây. Đó, đi theo cái phương A2 thì phải đi được tới đây. Rồi. Từ đây đi về nè. Thấy không? Mình cũng về được thôi. Để các bạn ngồi các bạn chiêm nghiệm thì sẽ thấy với ba vector mà ba hướng, nói chung là với ba cái hướng đi như vậy á, thì có thể đi tới mọi điểm luôn. Thì trong trường hợp này á, mình đang có một cái span của ba cái vector hoặc là tạo bởi ba vector đó đó. Nó là cả cái mặt phẳng. Do đó, miễn là B còn nằm ở trong mặt phẳng á, thì luôn luôn tìm ra được cách để đi tới B. Hay nói cách khác, là miễn là B có cái tọa độ sao cho nó còn nằm trong mặt phẳng thì luôn luôn có nghiệm cho phương trình. Rồi mình quay lại dưới đây, cái trường hợp mà mình xét trường hợp đầu tiên đó, A1, A2, A3 nó trùng nhau á, thì mình sẽ thấy cái span của cái ba vector này nè, chưa xét trường hợp này, mà mình xét trường hợp hồi nãy á, lúc mà A3 nó còn nằm trùng với là A1, A2 đó, trùng phương đó, thì mình sẽ thấy rằng cái span của ba cái vector này thật ra nó chỉ là một cái đường thẳng thôi, đúng không? Nó có thể đi được bất cứ điểm nào ở trên cái đường thẳng này, nhưng mà nó ngoài đường thẳng đó là bó tay. Thì span trong cái trường hợp này của ba vector 1, 2, 3 đó là nó là một cái đường thẳng. Nhưng mà khi mà cho cái A3 nó khác đó, thì mình sẽ lại có hai hướng. Và mình sẽ thấy rằng cái span của bộ ba vector mà có hai hướng đó, thì nó là cũng lại là toàn bộ mặt phẳng. Toàn bộ mặt phẳng. Như vậy dẫn đến là cứ miễn là bộ ba vector mà nó có hai vector mà nó không trùng phương nhau á, thì mình sẽ span được. Mình span mình hiểu được, mình bao được đó. Bao được cả một mặt phẳng. Chứ mà ba vector nó trùng lại một thì coi như là mình chỉ có thể là chơi được với một cái đường thôi, chứ mình không có bao được hết cả mặt phẳng. Rồi, hình dung không? Thì nói chuyện này để một tí nữa mình thấy rằng là liệu có những yêu cầu nào cho số lượng của vector hoặc là cái vector nó phải có phương như thế nào để mà nó ít nhất là loại được cái trường hợp vô nghiệm. Thì trong trường hợp này nếu mà mình có ba vector mà ở trùng phương nè, là có thể luôn luôn tìm ra được một cái điểm B khiến cho nó vô nghiệm, đúng không? Đây nè, ba thằng ở trùng phương nhau thì miễn thằng B nằm ngoài thôi là làm sao mà đi được tới B mà dựa vào một đường. Thì trong trường hợp này mình có thể nói theo kiểu span là cái span của ba vector này là một cái đường thẳng. Do đó là cái điểm nào mà nằm ngoài đường thẳng đó là không có cách chi mà đi tới được. Thì đó chính là cách diễn đạt theo kiểu là span vector nó có cover được, hoặc là cái điểm nó nằm ở trong cái span của bộ ba vector hay không. Nếu mà nó nằm ở trong span thì mới có thể có cách để mà đi được, đúng không? Còn nằm ngoài thì có cách nào mà đi được đó. Thì mình mở rộng ra, tí nữa mình sẽ mở rộng ra đó. Bây giờ mình có trong mình mặc dù mình cũng có hai vector, nhưng mà bây giờ lại xét trong bài toán không gian 3D thì mình cũng sẽ không có thể nào mà cover được hết không gian 3D bởi hai vector. Ở đây giống như mình không thể nào cover hết cái không gian 2D bởi một hướng, đúng không? Ba vector này tạo thành một hướng mà không gian 2D nó là mặt phẳng lận. Vậy thì một hướng là nó chỉ là một cái đường thẳng thôi, nó không thể bao được hết mặt phẳng. Do đó là có ba vector nhưng mà chỉ có một hướng thì sẽ luôn luôn có những cái điểm mà không thể nào mà đi đến đó được. Thì tương tự trong không gian 3D đó, mà giả sử mình lại chỉ có hai vector đó,
thì mình cũng chỉ mới có một cái mặt phẳng ở trong không gian 3D thôi. Thì bất cứ cái điểm nào đó mà nó nằm ngoài cái mặt phẳng đó thì mình cũng không thể nào đi tới tới cái điểm nó được thông qua hai vector. Thành ra mình mới hiểu cái ý tiếp theo người ta mới nói là để mà cái hệ phương trình x bằng b có nghiệm đó thì nó phải yêu cầu là cái column space, mình hiểu hôm nay là cái số cột hay là số vector đó, nó ít nhất nó phải là RM. Là sao? Có nghĩa là bây giờ cái hệ phương trình có 3 phương trình, hay là B nó có B1, B2, B3, có nghĩa là xác định B nằm trong không gian 3D đúng không? Với 30 X, Y, Z, tọa độ thứ nhất, tọa độ thứ hai, tọa thứ ba, tức là B nằm trong không gian 3D, tức là cái hệ phương trình mà có 3 nghiệm là đã xác định là đang chơi bài toán là trong không gian 3D rồi. Mà bây giờ mình là chỉ có 2 cột thôi, tức là ví dụ như A1, 1, X1, cộng A1, 2, X2, rồi A2, 1, X1, cộng A2, 2, X2. Cái này bằng B1, cái này bằng B1, cái này bằng B2. Rồi A31 X1 cộng A32 X2 bằng B3. Thì trong trường hợp này á là mình chỉ có hai cột thôi, là A1 nè. Cột thứ hai là A2 nè và B nè, B trong không gian 3D mà lại chỉ có hai vector thôi. Thì giả sử hai vector này nó có không trùng nhau đi thì mình cũng chỉ có thể span được một cái mặt phẳng ở trong không gian 3D thôi. Đúng không? Vậy thì B mà nằm ở trong mặt phẳng đó thì có thể tìm ra cách để mà kết hợp A1, A2 lại để nó tính được B. Nhưng B mà nằm ngoài mặt phẳng đó là bó tay rồi. Hình dung không? Do đó chưa cần biết cái điều kiện đủ như thế nào, nhưng điều kiện cần á, là nếu mà hệ phương trình có 3 phương trình á, thì ít nhất phải có 3 cột cái đã. Tức là phải có thêm thằng A3 nữa. Còn A3 có trùng với A1, A2, A3 thì tính sau. Nhưng ít nhất nó phải có 3 cái vector trước. 3 vector trước để mà nó ít nhất là mình có 3 cái vector để có thể có tiềm năng là cover được cả không gian 3D. Thì lúc đó mới có được cái điều kiện cần, mới hình thành ra là một cái điều kiện cần nè, là necessary condition nè. Là N bây giờ phải lớn hơn bằng M trước đã. Số cột đó ít nhất nó phải bằng được M, tức là số hàng đã. Số cột nè, 1 nè, 2 nè, N nè, đúng không? Còn đây là số hàng nè. Thì nó tạo ra một cái điều kiện cần. Điều kiện cần là bởi vì sao? Bởi vì bây giờ có 3 vector nhưng mà mấy vector đó nó trùng nhau thì nó cũng phế luôn. Do đó nó phải có điều kiện đủ. Tức là tụi nó phải tạo ra 3 hướng khác nhau. Thì điều kiện đủ nè là nó phải sao? Nó phải có cái tính chất là linear independent. Có nghĩa là kiểu như là mình có 3 hướng mà khác nhau vậy đó. Mình sẽ bàn về khái niệm mà linear independent sau. Nhưng mình sẽ hiểu rằng tới đây mình sẽ hiểu rằng à bây giờ để cho tụi nó cover được mỗi không gian 3 chiều á, thì kiểu như là cái 3 vector đó nó phải chỉ ra 3 cái hướng trong không gian vậy, để tạo ra một cái kiểu 3 chiều. Giống như bây giờ có 2 vector đi, thì để mà nó tạo ra mặt phẳng thì 2 vector nó phải không có trùng phương thì nó mới tạo ra mặt phẳng. Chứ mà nó trùng phương thì nó thành ra một đường thẳng. Thì 3 vector cũng vậy. Nếu mà cái vector thứ 3 nó lại là nó cũng nằm ở trong cái mặt phẳng tạo bởi vector thứ nhất và vector thứ hai á, thì khi đó là mình chỉ có cái mặt phẳng thôi. Vì nó phải không nằm trong mặt phẳng đó. Thì mình hiểu hôm nay là nó chỉ ra 3 hướng trong không gian để mà nó tạo ra một cái trạng thái là không gian 3D. Thì khi đó nó mới gọi là span được toàn bộ không gian 3D. Do đó chính là cái kiểu là 3 vector A1, A2, A3 nó linearly independent. Thì mình sẽ tìm hiểu khái niệm mà linearly independent. Thì linearly independent là khi mà không có một cái vector nào mà được gọi là kết hợp bởi những cái vector còn lại. Thì mình lấy ví dụ nha. Có một vector A1 nó vậy, vector A2 nó trùng phương với vector A1. Thì về cơ bản á, là mình đang có một cái vector A2 có thể được kiểu như là tính toán bởi A1. Đúng không? Ví dụ như A2 là, xin lỗi bạn, A1 là 1, 2 đi. Thì bây giờ mình đem mình nhân 2 là mình có vector 2, 4 là nó trùng phương với vector A1 nên mình vẽ lên. Vector 1, 2, vector 2, 4 nó sẽ trùng phương nhau. Hoặc là ví dụ như mình vẽ vector A2 một cách tùy tiện như vậy đi, thì mình sẽ luôn luôn tìm ra được cái hệ số nào đó để mà scale, để mà nhân với A1 mình sẽ ra được A2. Thì đó chính là một cái kiểu linear combination đơn giản đó. Tức là A2 có thể tính toán bằng cách là lấy A1 nhân với một cái con số nào đó, nhân con số M nào đó. Hoặc là bây giờ mình xét trong cái bài toán không gian đi. Bây giờ mình vẽ một cái không gian 3 chiều vậy đó. Thì bây giờ mình lấy vector A1 là vậy, nó nằm ở trong cái mặt phẳng này nè. Đó. Rồi mình lấy cái vector A2 như vậy.
nó cũng nằm trong mặt phẳng này luôn. Rồi mình lại lấy một cái vector khác là như vậy. Là như vậy đi. Đúng không? Cũng nằm ở trong cái mặt phẳng này. Cố tình để cho ba vector nằm trong mặt phẳng này để mình thể hiện rằng cái chuyện là trong trường hợp này mình có ba vector. Nhưng mà vì có một vector có thể được kết hợp bởi hai vector còn lại, cho nên mình vẫn đang chỉ có một cái span là một cái mặt phẳng thôi. Và nó chính là mặt phẳng này nè. Nếu mà chỉ có hai vector không không á, đúng không? Thì đương nhiên là hai thằng này nó span được một cái mặt phẳng, là cái mặt phẳng của này. Nhưng mà đáng lý ra nếu mà có thêm một cái vector thứ ba nữa đó, mà nó không nằm ở trong mặt phẳng đó đó, thì mình sẽ span được toàn bộ không gian. Nhưng mà bây giờ cái vector này á, nó nằm trong mặt phẳng này thì coi như vector thứ ba nó chẳng có tác dụng gì, tức là nó chẳng giúp mở rộng cái span ra, mà nó vẫn chỉ có span được một cái mặt phẳng à. Thì lý do là bởi vì cái vector mà nó nằm ở trong mặt phẳng này á, thì như nãy mình biết nó có thể đi được bằng cách là đi theo hai hướng của vector xanh và xanh lá cây này, đúng không? Xanh dương và xanh lá cây này. Do đó là ví dụ như đây là A1, đây là A2, đây là A3. Nhưng bây giờ mình coi A3 đóng vai trò như B đi, thì mình luôn luôn tìm ra được là A1 đi với một cái X1 nào đó để mà nó đi được, nó cộng với A2 để mà đến được B, tức là đến được A3. Đúng không? Y như cái nãy mình học đó. Thì có nghĩa là trong trường hợp này A3 nó là một cái linear combination của A1, A2. Cho nên A3 nó cũng nằm trong mặt phẳng. Do đó là cái hình ảnh nó sẽ là tuy là có 3 vector nhưng cái span của nó vẫn chỉ là một cái mặt phẳng này thôi, chứ nó không phải là span được cả không gian. Ngược lại, nếu như cái A3 nó không thể gọi là kết hợp được bằng một cái bộ X1, X2 nào với A1, A2 đó, có nghĩa là A3 nó nằm ở ngoài cái mặt phẳng này, thì lúc đó mình sẽ có 3 vector mà nó có thể tạo ra một cái span là cả không gian. Thì khi đó một cái điểm B nào trong không gian thì mình có thể đi đến được với 3 vector đó. Thì đến đây là mình có thể hiểu được hết những điều ta nói ở trong đây rồi. Mình đã biết cái linear combination là gì rồi nè. Mình biết cái span của cái vector là gì rồi. Của mấy cái column thì người ta gọi nó là column space. Đó, mình biết thêm một khái niệm nữa. Column space. Khi mình biết, khi người ta nói về column space chính là span của mấy cái vector A1, A2, A3 đó. Tức là với mấy cái vector A1, A2, A3 mà cái lấy ra từ cái cột của ma trận A thì nó có thể cover được một đường thẳng, hay là một không gian, hay là một mặt phẳng. Thì đó là span, hay còn gọi cái tên khác là column space, hay là cái range. Như vậy thông qua cái việc mình hiểu rồi, mình có biết được thêm những khái niệm, đúng không? Column space, range, hay là span của một vector. Rồi, thì như mới nói luôn, vậy thì để cho cái system AX bằng B này mà nó có nghiệm với mọi giá trị của B đó, thì ít nhất nó phải yêu cầu là số cột của A nó phải là M, hay là N nó phải lớn hơn bằng M. Bởi vì nếu mà N mà bé hơn M, tức là số cột mà nó bé hơn là số hàng đó, thì mình đã hiểu rồi. Là giống như mình đang chơi bài toán 3D mà mình chỉ có hai vector thôi. Thì dù có hai vector nó không cùng phương thì nó cũng chỉ span được một cái mặt phẳng thôi. Thì luôn luôn tìm ra một cái điểm mà trong không gian 3D miễn là nó nằm ngoài mặt phẳng đó là mình cũng không thể nào mà mình đi đến nó được bởi hai vector. Do đó mình yêu cầu là N phải lớn hơn bằng M nè. Đó, rồi người ta mới lấy ví dụ là cho cái ma trận 3-2 là 3 hàng 2 cột thôi đó. Mình lấy ví dụ vừa rồi đó. Thì cái target là trong không gian 3D. Mà trong khi á, X hay là mình chỉ có 2D thôi, chỉ có không gian 2 chiều, tức là chỉ có A1, A2 là 2 vector thôi. Thì nó chỉ có thể là trade out ở 2D plane thôi. Có nghĩa là với 2 vector đó nó chỉ đi đến những cái điểm ở trong một cái mặt phẳng trong cái không gian đó thôi, chứ nó không phải đi được hết với mọi điểm trong không gian. Do đó cái phương trình này nó chỉ có nghiệm nếu và chỉ nếu B nó nằm ở trong cái mặt phẳng đó, đúng không? Rồi, cái này mình cũng nhắc lại thôi ha. N mà lớn hơn bằng M thì nó chỉ điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ nữa. Thì nếu như mà mình có hai vector mà hai vector trùng phương thì coi như mình chỉ có một hướng để mình đi thôi. Vậy thì giả sử mình có B trong không gian 2 chiều mà mình có hai vector mà hai vector trùng phương thì mình cũng chỉ có một hướng thôi. Thì khi đó mình cũng chẳng có thể nào đi được đến B, hoặc là đi được đến với mọi B, giống như trường hợp mình đã biết rồi, đúng không? Ba vector mà nó trùng phương thì chỉ có một đường thôi. Vậy mà B nó nằm ở trên đây thì có thể đi đến được, nhưng B nằm ngoài là bó tay. Vậy cái điều đồng nghĩa là luôn luôn tìm được B mà khiến cho vô nghiệm. Đó giờ mới nói là điều kiện đủ đó là phải các cái cột đó, nó linearly independent. Mới lấy ví dụ là một cái ma trận 2x2 nè, đúng không? Mà trong đó các cột nó đều giống nhau,
cũng giống nhau, ví dụ như là một hay là hai hai mà đây cũng hai hai hay là cũng ba ba đó, kiểu như vector a một á là hai hai mà vector a hai là ba ba thì mình có thể thấy hai vector đó là trùng phương, bởi vì a hai có thể tính ra bằng là 3/2 của a một đúng không, a một a hai này là 33 đúng không, rồi a một là 22, do đó là a hai có thể là linear combination của a một. Về cơ bản khi vẽ nó ra thì mình sẽ thấy nó là trùng phương nhau, nên mình dù mình có hai vector a một a hai thì mình cũng chỉ có một phương thôi mà đang ở trong không gian hai chiều, b nó có b một b hai là nằm trong mặt phẳng, vậy thì với hai cái vector mà trùng phương mình chỉ có một đường thôi, vậy thì b mà nó nằm ở ngoài á là mình không thể nào mà đi được đến b đó. Người ta mới lấy ví dụ đó thì nói rõ hơn là hai cái cột, tức là mặc dù nó có hai cột nhưng mà nó có chung một cái column space như một cái ma trận 2 × 1, là tức là cơ bản nó cũng giống như là một cái ma trận mà chỉ có một cột thôi, hai hàng một cột, thì khi đó nó không thể nào mà đi đến được mọi một điểm trong mặt phẳng nè. Hay cách nói cách khác nè, cái column space nó vẫn chỉ là một đường thẳng thôi nè, đúng không, và nó sẽ fail, nó sẽ không đến được mọi điểm của không gian mặt phẳng R2, đúng không, b mà nằm ngoài là nó đâu có đến được mặc dù là nó có hai cột. Rồi một cách chính thức hơn thì cái việc mà redundancy như vậy nó gọi là linear independent, linear dependent đó, cái chuyện mà A2 có thể tính toán bởi A1 thì nó gọi là linear dependent đó. Thì khi mà mình có thể kết hợp mấy cái vector bằng mấy cái vector khác đó, ví dụ như A3 có thể kết hợp được bằng cách nào đó, cộng trừ nhân chia rồi nhân với A1 với gì đó, rồi A2 với gì đó, rồi cộng trừ nhân chia nó ra được A3 đó, thì về cơ bản là cái A3 này nó redundant, nó dư, nó không mang thêm thông tin gì cả, hoặc nó không giúp mở rộng cái span ra. Đây nè. Thì cái vector mới nè, nếu mình có một cái vector mà nó là một cái linear combination của các vector khác đó, thì cái vector này nó không có thêm thông tin gì cho cái span hết. Ví dụ như hai vector A1 và A2 mà nó đã tạo ra một cái mặt phẳng rồi, vector A3 nó là kết hợp được là một cái linear dependent giữa A1 với A2 đó, thì về cơ bản nó cũng không mở rộng cái mặt phẳng đó ra thành không gian. Thì trong trường hợp đó mình có ba vector nhưng mình vẫn chỉ có cái span là một mặt phẳng. Hay là mình có một vector mà mình lại có thêm vector nữa mà trùng phương vector cũ, thì cơ bản là một vector nó đã đủ nó span ra một đường thẳng rồi. Nhưng mà giờ thêm một vector nữa mà lại trùng phương thì có thêm vector nhưng cũng như không, nó cũng chẳng giúp mở rộng cái span của vector ra thành ra là từ đường thẳng thành mặt phẳng, đúng không? Muốn mà nó mở rộng ra được cái span là mặt phẳng thì nó phải là hai vector khác phương, thì khi đó là nó mở rộng được cái span ra. Rồi hai vector đang là có một cái mặt phẳng rồi, bây giờ mình thêm một vector thứ ba mà vector thứ ba nó lại cũng kết hợp được giữa thằng A1 với A2 nữa, thì cơ bản mình cũng lại vẫn chỉ có cái mặt phẳng. Nhưng mà nếu nó không có tính chất linear dependent á, thì mình sẽ mở rộng nó ra được cái span của nó thành ra không gian. Đó, ý là vậy. Thành thử ra là kết hợp hai điều kiện đó, điều kiện cần nè, điều kiện đủ nè, mới kết luận lại là để cho cái phương trình AX bằng B nó có một nghiệm với mọi giá trị của B đó, thì yêu cầu là gì? Nó phải có chính xác là M cột và các cột đó independent với nhau. Tại sao nó phải có M cột và independent? Independent là bởi vì như mình biết rồi đúng không? Nhưng mà tại sao nó không phải lớn hơn M? Nó không được lớn hơn M, tức là bây giờ tại sao N không được là 4 cột 3 hàng? Thì lý do là nếu như mà nó có 4 cột á, mà trong không gian 3 hàng có nghĩa là mình đang có 4 vector. 4 vector thì rất khả năng là mình giống như trường hợp ở bên đây, là mình trong không gian mà 2 chiều, mình đang trong không gian 2 chiều mà mình có 3 vector thì mình sẽ có vô số nghiệm. Mình rất có thể là sẽ có vô số nghiệm nếu ba không gian, ba cái vector đó nó khác nhau, thì mình sẽ có được là vô số nghiệm, mà cái yêu cầu ở đây là chỉ có một nghiệm duy nhất. Cho nên là phải có đúng một thôi. Chỉ có đúng một cách đi thôi. Vậy thì tốt nhất là mình chỉ đúng có hai vector thôi, trong không gian 2D thì chỉ có hai vector thôi, và hai vector nó không trùng phương, nó linearly independent, thì khi đó mình sẽ có đúng một nghiệm với mọi B. Giống như trường hợp nãy mình biết rồi đó, ví dụ như mình chỉ có hai vector thì chỉ có một cách đi đến một điểm thôi, đúng không? Còn nếu mình có ba vector trong mặt phẳng thì mình có đi nhiều cách nè, màu hồng nè, màu xanh nè, màu xanh lá cây nè. Nên thành thử ra mình yêu cầu ở đây là có một điểm với mọi B thôi, có một solution với mọi B thôi, có một cách đi với mọi B thôi, thì mình chỉ cần hai vector là đủ rồi, mà hai vector nó phải không cùng phương, nó hoài. Thì tóm lại là như vậy, nó phải có số cột là bằng đúng cái số hàng, là mình hiểu tại sao rồi. Và các cái cột nó phải không được là independent nhau. Thì về cơ bản rút
tóm gọn lại thì đó chính là một cái ma trận vuông. Ma trận vuông mà cái cột nó lại linearly independent nữa thì nó gọi là singular. Và đó chính là điều kiện mà tồn tại của cái ma trận A inverse. Đó vậy đó. Và tồn tại A inverse để làm gì thì mình đã nói ở đầu rồi. Nhớ nha, cái điều kiện mà tồn tại A inverse là như thế nào, người ta nhắc ở đầu á, là nó phải có đúng một nghiệm với mọi giá trị của B. Do đó là tiếp theo á, là người ta diễn giải cái chuyện mà để cho có đúng một nghiệm với mọi giá trị của B thì phải cần những điều kiện gì cho cái đặc, trong cái đặc điểm của ma trận A. Ma trận A nó phải có số cột, số hàng ra sao, rồi mấy cái cột của nó phải như thế nào. Thì mình đã cùng nhau mình phân tích, mình hiểu được à, nó phải có số cột ít nhất nó phải bằng hoặc là lớn hơn là cái số hàng. Rồi sau đó mình biết được rằng mình ít nhất nó phải là mấy cái cột nó phải independent nhau. Rồi, nhưng mà để cho nó có đúng một nghiệm á, thì số cột nó phải bằng đúng số hàng. Bởi vì số cột lớn hơn số hàng á, thì khi đó á, là mình lại có bài toán là có nhiều vector hơn cần thiết. Nhiều vector cần thiết thì nó có thể tạo ra một cái trạng thái là có vô số nghiệm. Vô số nghiệm. Mình chỉ cần một nghiệm thì mình chỉ cần là có đúng số vector cần thiết thôi. Dù trong không gian 2 chiều thì chỉ cần 2 vector là đủ rồi. Có 3 vector nữa thì nó có vô số nghiệm. Trong không gian mà 3 chiều á, thì chỉ cần 3 vector thôi, chứ không cần 4. Và tất nhiên mấy vector này nó phải linearly independent. Thì khi đó mình sẽ có được cái điều kiện là có đúng một nghiệm với mọi giá trị của B. Thì khi đó A inverse nó sẽ tồn tại. Rồi, cuối cùng là để cho, hoặc là trong trường hợp mà A nó không có thỏa mãn điều kiện là ma trận vuông và nó linearly independent đó, hay là A nó không phải là một cái singular matrix đó, thì cái việc mà giải phương trình X bằng B nó vẫn khả thi chứ không phải không. Nhưng mà lúc đó mình phải xài những phương pháp khác, chứ không phải là dùng cái matrix inversion. Đó, nếu mà nó tồn tại thì mình biết rồi, có thể tính ra ngay X bằng A inverse nhân B. Nhưng không tồn tại thì vẫn có thể tìm được, vẫn có thể tìm X được, chứ không phải không. Nhưng mà phải giải bằng cách khác. Thế thì đến đây mình chỉ thông qua một cái bài về cái vấn đề là tìm ma trận nghịch đảo, hoặc là tìm điều kiện mà tồn tại ma trận nghịch đảo của ma trận A đó, là mình đã học được rất là nhiều khái niệm trong linear algebra, như là linear combination là gì, rồi column span, hay là span của một set các vector, hay là range của ma trận A. Hiểu về cái khái niệm là linear independent và dependence, rồi ma trận square và singular là sao. Thì đến đây cái video cũng đã dài rồi, thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Để hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo, mà mình sẽ cùng qua phần 2.5 là norm của vector, hoặc là 2.6 luôn, là một số dạng đặc biệt của ma trận và vector. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.